Alo alo, hôm nay mình mặc cái áo cũ mà phải quay 4 cái máy liền các bạn mới cho nghỉ. Đến cái máy thứ 3 rồi, may quá được bọc siêu. Trên tay mình đây là chiếc X360 thế 11, một mẫu X360 mà theo các bạn thì một con iPhone 12 như này các bạn mua hay là bỏ tiền ra mình mua con này hơn? Tùy theo mục đích sử dụng thôi, mình cũng chẳng thể nào mà nói được là bạn nên mua điện thoại hay là nên mua một chiếc laptop. Nếu về công việc thì laptop lúc nào cũng là cái ưu tiên hàng đầu. Nhưng khi công việc có rồi thì các bạn có thể quay ra mua điện thoại cũng được. Nhưng mà thực ra là laptop sau này mua 30 triệu hay 20 triệu sau 5-15 bạn vẫn bán được một nửa giá trị mà lại được dùng được bao nhiêu công việc. Còn điện thoại mình thấy nó tốn tiền và trả được cái gì cả. Chắc chắn là như vậy. Bọc siêu nha. X360 thế hệ 11. Chắc là đẹp lắm đây. À, màu silver các bạn ạ. À, không phải, màu gold chứ là silver đây. Ồ, cái ni lông này khó nhìn không? Wow. Màu như là màu gold ấy. Màu gold các bạn ạ. Mỏng đẹp. Cho mình một cái cân đi. Với những dòng mỏng nhẹ này là mình phải chơi cân á. Chúng ta cứ cân cho nó thực tế các bạn ạ. À, X360 của chúng ta là phiên bản gập 360 độ có cảm ứng. Hello. Để Hưng cân đi xem nào. 1248, 1 cân 2,4 nạ. À đâu, 1 cân 2,4 hoa. 1 cân 2 các bạn nha, cân 2 đấy. X360 trên tay mình có cấu hình là Core i5 thế hệ 11. RAM của nó là 8GB, ổ SSD của nó là 256. Chúng ta có thể tùy chọn mua một phiên bản khác, nó là Core i7, RAM 16, SSD 512. Thế nhưng mà để làm văn phòng với một chiếc như này thì theo mình là ok. Với cái giá thành là hơn 20 triệu. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần quay cận cảnh con máy này một chút để biết được cái độ đẹp của nó ra làm sao nhá. Đây, mình bạn có thể quay lại gần đấy con máy này. Mình cầm trên tay này cho các bạn nhìn này. Đó, mình cũng không hiểu cái bạn nhà mình bạn hay quay kiểu gì mà nhìn trông nó hay nhưng mình không quay được. Đẹp phết đấy. Ok, với một chiếc máy văn phòng thì chúng ta không cần quá quan trọng về cấu hình lắm đâu. Bởi vì cấu hình của nó thì thực ra các nhà sản xuất người ta đã thiết kế làm sao để đủ cái cấu hình cho nó rồi. Thế nhưng mà với X360 thì nó lại là một chuyện khác. Đây, mình đã có trên tay bảng thông số của nó rồi. Với cái màn hình của nó là 360 gập lại, có cảm ứng. Và cái độ sáng của nó trên 300 nit. Một công nghệ màn hình gần như tràn viền, đẹp. Đẹp móc mắt đấy. Bàn phím cũng gần như tràn viền các bạn ạ. Thế nên là sẽ làm cho cái diện tích của máy nó ngắn lại, bé lại. Nó chỉ nhỏ như một cuốn sách này. Đó. Tiêu chuẩn của nó là tiêu chuẩn Evo. Với cái tiêu chuẩn Evo thì chúng ta biết rồi. Sạc nhanh này, Wi-Fi 6 này, kết nối ok này. Mọi thứ nó đều đạt chuẩn. Còn tiếp theo của dòng này thì xem là còn cái gì hợp lý hơn không. Bây giờ Hưng sẽ show một cái bảng để chúng ta biết được là X360 thế hệ 11 này với con X360 thế hệ 10 nó có cái điểm gì khác nhau, chênh lệch nhau ở sức mạnh 2D, 3D hay là chênh lệch nhau ở sức mạnh của cái CPU, GPU nó ra làm sao, để chúng ta có cái lựa chọn nó sáng suốt hơn khi chúng ta bỏ số tiền ra hơn 20 triệu mua con thế hệ 10 hay thế hệ 11. Ok, bây giờ sâu bảng. Các cổng kết nối của máy DHV BNV13X360 không quá nhiều lựa chọn cho chúng ta ở các cổng kết nối. Máy tính chỉ có hai cổng USB Type-C Thunderbolt 4 và một cái dạng kết nối lên đến 40GB trên giây đấy ạ. Một cổng USB Type-A và một cổng nguồn, một jack cắm tai nghe 3.5. Và HBNV13 Gen 11 vẫn rất là xứng đáng với một chiếc laptop đứng đầu trong top. Vâng, và kết lại với hơn 20 triệu thì chúng ta
muốn lựa chọn một chiếc laptop văn phòng thì X360 thế hệ 11 này là một lựa chọn gần như là xứng đáng nhất, bởi vì nó đang nằm trong top 1 những chiếc laptop văn phòng màn 13.3 cảm hứng tốt nhất, đẹp nhất, chắc chắn nhất và hiệu năng ổn nhất. Với cái thế hệ 11 này thì cái giá thành của nó như thế là theo mình đánh giá ok. Và các bạn có thể qua một trong ba cơ sở TCC để trải nghiệm cái dòng X360 Gen 11 này các bạn nha. Đẹp. Nói chung là Hưng thấy cái dòng này đẹp, thiết kế đẹp. Ok, xin chào tất cả mọi người.